Mỹ ra tín hiệu không bỏ rơi Kiev, lập bộ chỉ huy mới hỗ trợ cho Ukraine tại Đức. Quốc vương Bahrain muốn làm trung gian hòa giải Nga-Ukraine. Canada áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới cho Haiti. Thủ tướng Phần Lan được minh oan. Lũ lụt và lở đất tại Venezuela khiến nhiều người thiệt mạng. Cháy quán cà phê ở Nga khiến 13 người thiệt mạng. Mực nước sông dâng cao kỷ lục trong 70 năm, nhiều ruộng lúa mì tại Úc thành đầm lầy. Twitter bị kiện vì sa thải nhân viên hàng loạt. Thưa quý vị, mở đầu chương trình sẽ là tin tức về xung đột tại Đông Âu. Mới đây, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc bà Sabrina Singh cho biết Mỹ đang thành lập một bộ chỉ huy mới tại Đức để hỗ trợ Ukraine nhằm mục đích đào tạo và kiểm soát nguồn cung vũ khí cho Kiev trong khoảng thời gian dài. Bà Singh nói trong một cuộc họp báo rằng, hôm nay tôi xin thông báo rằng Bộ Quốc phòng sẽ thành lập một bộ chỉ huy mới hỗ trợ cho Ukraine mà chúng tôi gọi là Stagul. Đây sẽ là bộ chỉ huy đặc biệt đóng tại Wiesbaden, Đức, dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, sẽ phục vụ và điều phối theo chỉ đạo của chúng tôi. Theo lời của bà Singh, trụ sở mới này sẽ cho phép Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong dài hạn. Các quan chức cấp cao hiện nay và trước đây của Mỹ đều cho biết, việc lâu năm gốc cam kết vấn đề hỗ trợ vũ khí cho Ukraine và thành lập trụ sở mới là những tín hiệu cho thấy Washington dự đoán xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong nhiều năm. Với biên chế khoảng 300 người, Bộ Chỉ huy mới tập trung vào một nhiệm vụ, đó là giúp đào tạo và trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine. Trong bối cảnh chiến trường tại Ukraine ngày càng giao tranh dữ dội, mới đây Đại sứ quán Bahrain tại Moscow đã nói với hãng thông tấn TASS rằng người đứng đầu hoàng gia nước này, vua Hamed bin Isa al-Khalifa, mong muốn làm trung gian cho nỗ lực hòa giải giữa Nga và Ukraine. Đại sứ quán Bahrain tại Moscow nêu rõ Manama sẵn sàng đóng bất kỳ vai trò nào trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình đối với xung đột ở Đông Âu. Ngoài ra, Bahrain cũng kêu gọi các cường quốc xem xét và nối lại các cuộc đối thoại nhằm duy trì ổn định nền hòa bình và an ninh thế giới, tránh leo thang và đối đầu. Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vào thời điểm đó, ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine mà thực hiện mục tiêu phi quân sự hóa nước này. Liên quan đến tình hình an ninh bất ổn định tại Haiti, hôm 4 tháng 11, ngoại trưởng Canada tuyên bố Ottawa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với giới tinh hoa chính trị ở Haiti vì các chính trị gia này đã nhận tiền hối lộ rồi hậu thuẫn cho các băng nhóm tội phạm gia tăng ảnh hưởng tại quốc gia này. Sau cuộc họp các nước G7 ở Đức, ngoại trưởng Melanie Jolie đã nói với Reuters rằng, mục tiêu của chúng tôi là gây áp lực tối đa lên giới chính trị gia ở Haiti. Vì vậy, sắp tới Canada sẽ áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng mới lên Haiti. Theo bà Jolie, các băng nhóm tội phạm ở Haiti đã dùng giới chính trị để gia tăng sức ảnh hưởng tại quốc gia này. Ngược lại, các chính trị gia cũng lợi dụng những băng đảng để làm giàu. Đây là một vòng luẩn quẩn mà Canada muốn phá vỡ. Trước đó, Mỹ cũng đã công bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt lên Haiti với cùng lý do mà Canada đưa ra. Reuters cho hay các thế lực băng đảng tội phạm ở Haiti đã bành trướng kể từ vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise vào năm 2021. Hiện tại, thủ tướng Ariel Henry của Haiti đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc lập lại an ninh trật tự của đất nước. Thưa quý vị, mới đây thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã có thể xóa bỏ mọi cáo buộc có hành vi sai trái trong những bữa tiệc được ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội hồi tháng 8, sau khi cơ quan tư pháp nước này công bố kết quả điều tra về vụ việc này, thông tin được tờ The Guardian đăng tải. Vào thời điểm các video tiệc tùng của Thủ tướng Marin bị phát tán, nhiều người đã gửi thư khiếu nại đến cơ quan thanh tra quốc hội vì cho rằng nữ lãnh đạo uống quá nhiều rượu tại bữa tiệc và không thể thực hiện các nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, hôm 4 tháng 11, Cơ quan Điều tra Tư pháp Phần Lan chuyên chịu trách nhiệm giám sát hành vi của các thành viên quốc hội đã kết luận Thủ tướng Marin không lơ là trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Bộ trưởng Tư pháp Tuomas Pysti nói, các khiếu nại không nêu chi tiết thủ tướng đã không hoàn thành nhiệm vụ nào và ông chỉ có thể đánh giá dựa trên thực tế. Theo tờ The Guardian, các đơn khiếu nại còn cho rằng hành vi của bà Marin không phù hợp với tư cách là một thủ tướng và làm suy yếu danh tiếng và an ninh của Phần Lan. Bà Sanna Marin được bổ nhiệm làm thủ tướng Phần Lan vào năm 2019, trở thành người trẻ nhất đảm nhiệm vị trí này khi chỉ mới 33 tuổi. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, đất nước Venezuela ngày 4 tháng 11 lại phải hứng chịu thêm một thảm kịch về thiên nhiên khi lũ lụt và lở đất đã khiến nhiều người tại quốc gia này thiệt mạng. Thống đốc Luis Macano cho biết, ít nhất 7 người đã chết do lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra ở bang Anzateui của Venezuela. Trong video mà Reuters đăng tải cho thấy, bùn và mảnh vỡ bao phủ đường phố, ảnh hưởng đến nhà cửa và ô tô, các nhà chức trách bang đã bắt đầu dọn dẹp những hậu quả để lại và bắt đầu đánh giá thiệt hại do lở đất gây ra. Theo các báo cáo về số người thiệt mạng, thì có một nạn nhân còn rất nhỏ tuổi tại thành phố Guanta. Theo cập nhật mới của Reuters hôm 5 tháng 11, các đội cấp cứu ở bang New South Wales đã sơ tán người dân, ra súc khi mực nước tại một con sông đã đạt mức đỉnh cao nhất trong 70 năm qua. Theo như hình ảnh mà Reuters đăng tải, các ruộng lúa mì ở thị trấn Forbes cách Sydney khoảng 5 giờ lái xe đã trở thành đầm lầy khi mức nước sông Lanklin dâng cao kỷ lục. Bộ trưởng Bộ Phục hồi Lũ Lụt của bang New South Wales Steph Cook cảnh báo rằng, trong khi thời tiết ẩm ướt đã dịu bớt, các thị trấn ở hạ lưu các con sông bị ngập lụt hiện đối mặt với nguy cơ lũ lụt. Phía đông của nước Úc đang rơi vào tình trạng lũ lụt lớn thứ tư trong năm nay do hiện tượng thời tiết La Nina kéo dài nhiều năm, thường liên quan đến lượng mưa gia tăng. Lũ lụt đã khiến hàng nghìn người mất nhà cửa và các ngành nông nghiệp bị thiệt hại. Các nhà chức trách đã công bố cứu trợ thiên tai ít nhất 2 tỷ đô la Úc, tương đương 1,3 tỷ đô la Mỹ, để giúp hàng nghìn người dân sửa chữa nhà cửa và di chuyển người dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ lụt lớn Trước tình hình thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng nặng nề tại nhiều quốc gia, vào ngày 5 tháng 11, Bộ trưởng Năng lượng của Úc cho biết nước này sẽ cùng với các quốc gia khác trong khu vực Thái Bình Dương đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu của Liên Hợp Quốc COP lần thứ 31 vào năm 2026. Động thái này được cho là sự nỗ lực của chính phủ đảng lao động đưa nước Úc trở thành một cường quốc hàng đầu về năng lượng tái tạo. Theo Reuters, chính phủ Úc đã phục vụ vai trò đại sứ về biến đổi khí hậu và bổ nhiệm bà Christine Tilley vào vị trí này. Bà Tilley đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về chính sách biến đổi khí hậu. Trong cuộc họp báo ở Sydney, ông Chris Bowen, phụ trách về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng của Bộ Năng lượng cho biết, việc Úc tham gia tổ chức COP31 sẽ là cơ hội để cho cả thế giới thấy rằng chúng tôi đã trở lại bàn quốc tế. Ngoài ra, nước Úc còn hợp tác chặt chẽ với một số quốc gia khác ở khu vực Thái Bình Dương để tổ chức COP 31. Úc đã tụt hậu so với các nước phát triển khác về hành động đối phó với biến đổi khí hậu khi chính quyền của cựu thủ tướng Scott Morrison cắt giảm các mục tiêu phát thải carbon tại COP26 hồi năm ngoái. Ông Bowen đang dẫn đầu phái đoàn Úc tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Ai Cập diễn ra từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11. Chính phủ mới nắm quyền hồi tháng 5 cũng đã tham gia cam kết cắt giảm khí mê-tan toàn cầu. Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF của Úc đã hoan nghênh những nỗ lực của chính phủ khi quyết tâm tham gia tổ chức COP31. Giám đốc điều hành của WWF tại Úc, ông Demod Oguman cho biết, chúng ta cần phải loại bỏ nhiên liệu hóa thạch theo kế hoạch nhất định và cung cấp tài chính để hỗ trợ các nước láng giềng trong khu vực Thái Bình Dương để họ có thể đối phó và khắc phục với những biến đổi của thời tiết. ABC News đưa tin triệu phú người Đức Renner Scheller và con trai của ông vừa được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại vùng biển Caribe thuộc lãnh hải của Costa Rica vào tháng trước. Công ty RSG của triệu phú Renner Scheller hôm 4 tháng 11 xác nhận thông tin và bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng đau buồn trước cái chết của ông Renner và con trai trong vụ tai nạn máy bay ở Costa Rica. Chiếc máy bay chở gia đình ông Scheller và một nhân viên đã cất cánh từ Mexico vào ngày 21 tháng 10 và biến mất khỏi màn hình radar khi chuẩn bị hạ cánh xuống một sân bay thuộc tỉnh Limon, miền đông Costa Rica. Năm hành khách trên máy bay đều mang quốc tịch Đức, trong khi phi công là người Thụy Sĩ. Một ngày sau, cảnh sát biển Costa Rica đã phát hiện thi thể của một người trưởng thành và một trẻ vị thành niên cách bờ biển 28 km, nhưng vào thời điểm đó, họ không công bố danh tính những người này. Hiện các nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn vẫn chưa được tìm thấy. Giới chức Costa Rica đã ngừng cuộc tìm kiếm và cho rằng xác máy bay và thi thể những người xấu số còn lại đã bị dòng hải lưu cuốn trôi tới vùng biển Panama trợ phú Schaller, sinh năm 1969, sở hữu tập đoàn thể dục thể hình lớn nhất châu Âu, tài sản dòng của ông ước tính 246 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, mới đây một trận hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một quán cà phê ở thành phố Kostroma, Nga, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Thông tin được hãng thông tấn Ria Novosti đăng tải. Theo Ria Novosti, đám cháy bắt đầu bùng phát tại quán cà phê Polygon vào lúc 2 giờ ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương và nhanh chóng lan rộng khu vực rộng hơn 3.500m2. Ông Sergei Sidnikov, lãnh đạo địa phương cho biết trận hỏa hoạn được dập tắt lúc 7 giờ 30. Ngoài 13 nạn nhân xấu số, vụ việc còn khiến 5 người khác bị thương nhưng không cần nhập viện điều trị. Nguyên nhân đám cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Một nguồn tin cho biết hỏa hoạn có thể do một du khách đã sử dụng pháo hoa. Thưa quý vị, theo ABC News, cảnh sát bang Maryland nước Mỹ cho biết hai người đã thiệt mạng sau vụ nổ súng tại một cửa tiệm tạp hóa ở thành phố Ocean Hills. Trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 11, thiếu tá cảnh sát quận Prince George Zachary Ole cho biết, một phụ nữ được cho là cố gắng ăn trộm từ một cửa hàng tạp hóa, nhưng khi bị phát hiện, người phụ nữ này đã rút một khẩu súng ngắn trong ba lô và bắn người bảo vệ. Theo ông, người bảo vệ đã bắn trả và cả hai đều thiệt mạng vì vết thương của họ ở sảnh cửa tiệm tạp hóa. Thiếu tá Zachary Ole đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng, thật đáng lo ngại khi tình trạng bạo lực liên quan đến súng đang diễn ra ở khắp đất nước Mỹ, khiến cho rất nhiều người thiệt mạng. Hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc tỷ phú Elon Musk tiếp quản Twitter khiến ông lo ngại rằng mạng xã hội này sẽ lan truyền những thông tin không đúng sự thật ra khắp thế giới. Sau khi chính thức trở thành chủ nhân của Twitter, ông Elon Musk đã sa thải một nửa lực lượng lao động trước đây của công ty truyền thông mạng xã hội này. Tại một buổi gây quỹ gần đây, Tổng thống Joe Biden đã nói: "Bây giờ tất cả chúng ta đang lo ngại về Twitter, không còn những nhân viên trước đây của mạng xã hội này nữa, làm sao chúng ta có thể cho những đứa trẻ của mình hiểu được đâu là thông tin sai lệch?". Trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre đã nói với các phóng viên rằng, Tổng thống Biden mong muốn mạng xã hội có thể giảm bớt những lời nói gây kích động hoặc thông tin sai lệch. Tình trạng lan truyền thông tin không đúng sự thật có thể bắt đầu từ Twitter sang Facebook và bất kỳ mạng xã hội nào. Trước khi tiếp quản Twitter, ông Elon Musk đã hứa sẽ khôi phục quyền tự do ngôn luận trên nền tảng này, đồng thời không để Twitter trở thành một địa ngục truyền bá thông tin sai lệch. Tuy nhiên, nhiều nhà quảng cáo lại tỏ ra dè chừng trước nhà điều hành mới của Twitter. Twitter lại tiếp tục gây chú ý khi trang RT đưa tin công ty mạng xã hội này đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể sau khi thông báo sa thải hàng loạt nhân viên theo lệnh của chủ sở hữu mới, tỷ phú Elon Musk. Hơn một tuần sau khi hoàn tất mua lại Twitter và cho nghỉ việc hầu hết đội ngũ điều hành cấp cao, nhà tài phiệt Elon Musk đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cắt giảm một phần đáng kể nhân sự công ty. Nguyên nhân được cho là do Elon Musk đang chịu áp lực về tài chính sau khi chi khoản tiền lớn để thâu tóm Twitter. Theo Bloomberg, con số bị sa thải lên đến hơn 3.700 lao động. New York Times cho biết, các nhân viên Twitter hôm 4 tháng 11 đã được thông báo rằng họ sẽ nhận được một bức thư đến hộp thư cá nhân nếu bị sa thải. Cùng thời điểm này, một số nhân viên Trister đã đệ trình đơn kiện lên Tòa án Liên bang ở San Francisco nhằm yêu cầu Trister tuân thủ đạo luật thông báo về điều chỉnh và đào tạo lại nhân sự của Liên bang. Đạo luật này buộc các công ty phải thông báo trước 60 ngày nếu muốn sa thải hàng loạt. Trong số những nguyên đơn, có một số người bị sa thải vào ngày 1 tháng 11. Ba người dù chưa nhận được thông báo bị thôi việc nhưng đã bị khóa tài khoản email làm việc. Hiện Twitter và Elon Musk chưa bình luận về thông tin trên. Đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú Elon Musk gặp tình huống này. Một vụ việc tương tự đã từng xảy ra tại Tesla, một công ty khác của ông Musk. Trong một thông báo mới nhất của hãng giày thể thao Nike hôm 4 tháng 11, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu này cho biết sẽ cắt hợp đồng quảng cáo với ngôi sao của đội bóng rổ Brooklyn Nets Kyrie Irving vì cầu thủ này đã tham gia quảng cáo cho một bộ phim tài liệu chống người Do Thái. Không chỉ bị cắt hợp đồng quảng cáo với Nike, câu lạc bộ Nets đã đình chỉ thi đấu ít nhất 5 trận. Irving sau đó đã đưa ra một lời xin lỗi hôm 3 tháng 11, tuyên bố đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nhưng lời xin lỗi không đủ để ngăn Nike cắt hợp đồng với Irving. Trong tuyên bố của mình, Nike cho biết, tại Nike, chúng tôi tin rằng không có chỗ cho những lời nói đầy lòng thù hận, phân biệt và đầy bài xích người do thái như vậy. Do đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định cắt hợp đồng với Kiri Irving và sẽ không ra mắt mẫu giày Kiri 8 nữa. Một số phương tiện truyền thông đã đưa tin việc không ra mắt mẫu giày Kiri 8 đã khiến Nike tổn thất 11 triệu đô la Mỹ, nhưng Reuters không thể xác minh con số này. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.